Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà phố mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh thuộc phường 2 quận 10, cách một căn là thành nhà 2 mặt tiền. Với diện tích ngang 4, dài 15, diện tích công nhận cửa sổ là 60m2, kết cấu bao gồm trệt, 3 lầu, sân thượng, 5 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh. Hiện trạng thì đang cho cà phê Highland thuê tầng trệt và tầng 1 với hợp đồng cao và dài hạn. Hướng nhà hướng chính là hướng đông nam, lệch về phía nam nhiều. Giấy tờ cá nhân đứng tên, không thế chấp ngân hàng hay là cầm cố tranh chấp. Và giá chủ đang chào bán hiện tại là 24 tỷ tương đương 400 triệu đồng trên một mét vuông. Cô chú anh chị quan tâm về bất động sản này thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 0787572158. Số điện thoại của Zalo và Viber để em tiện gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm đến cô chú anh chị thông tin căn nhà này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản clip. Xin chào.